đặc biệt của Hương đang chiếm tất cả quý vị mình mua 1 tặng 1 cũng như mình tăng thêm một cơ hội trúng thưởng. Nhưng quý vị nhớ giúp em nha, trên một lá vé đúc kinh hai mặt thì mình chỉ tính là một của quý vị nha. Với ngày giải tập đó vé đó chúng ta không tách rời nha quý vị nha. Nếu như tách rời thì tập đó vé không còn hiệu lực nha quý vị. Quý vị lưu ý giúp em nha, cặp lá vé đôi không tách rời ra nè. Rồi thì bây giờ anh chưa có vé thì giơ tay ủng hộ vé giùm xem luôn. 20.000 đồng từ lọt vé đôi. Dòng loại này chúng em sẽ kêu cờ nhanh mau gọn lẹ để chúng em sẽ mở thưởng, để quý vị khán giả mình sẽ được thưởng thức và cùng giao lưu với nhóm nhạc Laura Steen sẽ có tặng trong phần 2 quý vị nha. Rồi thì bây giờ anh chưa có vé thì nhanh tay giơ tay ủng hộ vé giùm xem luôn, để dòng loại này chúng em sẽ mở thưởng nhanh mau gọn lẹ phục vụ tất cả quý vị khán giả mình luôn nha. Vé ra bên ngoài là cái đẹp ơi, đâu hết rồi. Dạ cô chú chị mình chỉ cần ngồi tại chỗ nhấp nhẹ bằng ngón tay nhưng thôi nha quý vị. Những cái đẹp chúng em sẽ mang vé tới phục vụ cho quý vị liền. Dạ anh đợi tiếng nha, người đẹp chúng em mang vé ra liền ạ. Vé ra bên ngoài nè mấy em ơi. Rồi chỉ còn vài lá vé cứ dành quý vị nha, quý vị tự tình tham gia tham dự một cái đẹp chúng em ạ. Rồi vòng lại thì chúng em sẽ mở thưởng ngay tại giờ này, không để các em mình chờ đến lâu. Thế giờ mình có lá đến trên tay tập trung sẽ chuẩn bị giờ số hợp lệ. Dạ chúc mừng anh vì chúng tôi thứ hai.
Dạ rồi. Vòng loại không 1, 2. Đúng trong loại 44 có 1, 51 có 2, 26 có 3, 19 hợp lệ. Dạ cho em ở bên dưới là còn chủ nhân nào đoạt giải đúng không ạ? Nếu mà không còn chủ nhân nào đoạt giải nữa thì bên kênh sân khấu của chúng em sẽ tặng phẩm loa cho hai anh trai này luôn. Dạ chúc mừng. Chị hỏi là mình sẽ chia đều quay số ha. Chia đều thì hai đội mà hàng sẽ chia được cho chúng mình đó. Chơi nhập lại sâu vẫn là 20.000 đồng cả lô vé đôi luôn quý vị ơi. Mua một vé tặng một vé. Quý vị là mình đừng đừng có xé vé nha quý vị, cái nhà mình hãy chừa tỉnh cả lô vé mà quý vị nhà mình chưa đọc giải đó thì cái nhà mình hãy chừa lại để một lát nữa chúng em sẽ đưa ra chương trình đổi vé. Những cả lô vé cũ cái nhà mình sẽ được đổi thành một cái phiếu bốc thăm trúng thưởng, 5 vé cũ đổi thành một phiếu bốc thăm trúng thưởng nha. Thì đúng rồi đó chị Thảo ơi, và mọi người hãy ủng hộ thì cái vé của Tư Hương Nam thì cái miền mình nha, lâu lâu mới có một kỳ, không phải hủ tiếu mì mà ngày nào cũng có thì cái miền mình nha. Một tờ lá vé đôi rất là nhiều cơ hội là 20.000 đồng, chúng ta sẽ nhận qua phong bao lì xì 1 triệu đồng đến từ cái máy lưu từ Hương Nam. Ngần ngại gì mà không ủng hộ cho tụi em 1-2-3 tờ lá vé thì tụi em vui nha quý vị. Dạ rồi quý vị, chúng mình quên là ngày 31 tháng 10 này vào đêm Halloween thì Hương Nam sẽ tổ chức một cuộc thi hóa trang tất cả quý vị khán giả mình. Ai mà độc đáo nhất, ai mà độc lạ nhất thì nhân dịp giải thưởng đặc biệt nhất là phong bao lì xì trị giá 2 triệu đồng của quý vị mình nha. Và dạ, trong hôm nay thì có một nhóm nhạc đặc biệt, nhóm nhạc này một chút ha. Nhóm nhạc nào chị cũng nhớ, nên nhớ không? Ồ, chị không nhớ hả? Chị nhớ là có ba anh trai rất là đẹp trai. Đẹp trai nữa không? Đẹp trai nè, giờ ba hay nè, nhảy cũng giỏi nữa chị. Bây ơi, giờ ba anh rồi nguyên đòn này sao chứ? Bây giờ ba anh thì chị phải làm mai cho ba đứa. Tại vì ba đứa em của em là đứa nào cũng hiện tại là ở giá như cái gì. Anh Trúc, cái năm với lại Tú Tú, hiện tại là ba đứa đều độc thân. Dạ, tối đêm nay chị sẽ làm mai ba anh đó cho ba em, và ba em sẽ làm chồng của ba anh đó. Nói đúng mà chị, nói đúng mà, đâu có gì đâu mà phải chồng ba anh. Nó cứng cứng thế mà ba em sẽ làm chồng của ba anh đó. Cứng cứng nha. Là ba đứa em là đổ tóc giả mà làm tóc hả chị? Đúng rồi, tại vì bây giờ nếu mà ba em mà lột tóc giả ra, tẩy trang, cởi CV đồ ra, bận đồ đàn ông thì đương nhiên là ba đứa em vẫn làm em hơn ba anh. Thân ơi, xu quý vị, thân ơi, em quyết định rồi, ba đứa em sẽ chơi với ba anh. Chưa xe lửa. Trời ơi, đúng rồi. Vậy em có nhiều xe lửa lắm. Em đi xe lửa với ba ảnh. Vậy em có ăn thầu ghen có lẽ lửa với thầu không? Trời ơi, ghê quá đi, trời ơi là trời ơi. Quý vị ơi, hiện tại thì còn vài lá vé cuối tay quý vị. Mình ủng hộ chương trình hãy nhà tham dự quý vị. Rồi, ngay từ bây giờ mời mọi người hướng mình sang chuẩn bị do số. Bốn mươi ba
16 ra con 16 con 16 số gì là số gì này nhớ đưa mái tóc nhớ đưa hoàng hôn ra 24 hai mươi bốn là tóc nhé cờ hơn xin lỗi dừng xe xe tè 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 24 là có một vị chủ nhân gặp nhảy với mình khoan bồi sơ vào làm em quý vị nhá. Dạ. Chị Miu ơi. Hả? Cái này chị nó hy hữu cho em nói cái. Sao nói dạ chị? Anh trai nào mà trời mưa mua của bé bót này hai xé mà chưa trả tiền cho nó rồi chạy nó mất tiêu. Dạ nếu mà có lòng á thì anh nên em trả lại cho nó hai vé là 40 ngàn chứ không nó bù lại là tối nay nó ăn cơm với muốn. Không, cái này là em nói thật với gì? Dạ, anh lỡ mua vé của Hải Đăng mà nãy là Hải Đăng chưa lấy tiền và trời mưa thì anh chị đó đã cầm hai vé đó và bị mất tiêu. Cho giờ ai chưa trả tiền cho vé, cái vé thì anh chị mình trả. Chứ không thôi là tối nay bé bị trừ lương đó quý vị. Dạ. Dạ rồi quý vị nha. Dạ rồi quý vị sẽ lấy dạ số ạ. Nhập loại 032 ạ. Đúng nhập loại ạ. 24, 24 điểm đi qua. Có 1. 43. 43 có 2. 50. 50 có 3. Và 16 ạ. 16 hợp lệ ạ. Nhưng ngày chủ nhân thứ 2 nhập loại 032 ạ. 032 đúng nhập loại. 24. Có 1. 43. 43 có 2. 55. 55. 55 hả chị? 55. 55 chưa có. Chị ơi 55 mình chưa có. Dạ rồi. Dạ 55 mình chưa có điểm số còn 55. Ôi, chúng em chưa có 55, quý vị coi lại giúp em có 55 chứ quý vị ơi, chưa có đúng không ạ? Chị đang đợi con số 55 nha chị, mình chưa có kinh nè. Dạ rồi, không sao chị nha. Cái gì vậy chị? Không, em chưa có kêu con số 55. Chị đang đợi con số 55, vé này là mình chưa có trúng thưởng nha chị nha. Em mời chị ạ. Dạ rồi, không sao chị nha, mình kinh kinh sổ nè. Xin chúc mừng vị chủ nhân đi nhóm dòng loại này ạ. Em xin gửi chị phong bao lì xì dòng loại là 1 triệu đồng. Hiện tại các người đẹp cũng phục vụ một cái lá vé là 20.000 đồng chứ phong bao lì xì 1 triệu đồng. Đi rồi quý vị mình nha. Quý vị vô tình hoàn thành anh chị dòng loại. Chị dòng loại này ạ. Chứ nha, những dòng loại này là cắt tóc nha quý vị nha. Chúng em sẽ sổ nhanh cho quý vị nhận thưởng về một bao lì xì trị giá 1 triệu đồng nha quý vị. Dạ rồi, và những con lá vé trên tay cái đẹp của bạn đấy cuối tay quý vị ơi, những lá vé cuối tay là những lá vé may mắn á, quý vị vui mừng tham gia tham dự ủng hộ các cái đẹp ạ. Rồi Quỳnh Mai còn mấy vé Quỳnh Mai ơi, Quỳnh Mai người đẹp Quỳnh Mai còn gặp lại những con lá vé cuối tay thôi nha quý vị nha, những cái đẹp chúng em trên tay còn lại những con lá vé cuối tay thôi. Thương tình của chúng chị mình ủng hộ cho các người đẹp chúng em đi ạ. 20 đồng một con lá vé đôi nha quý vị nha, chúng em sẽ sổ liền cho quý vị nhận thưởng về bao lì xì trị giá 1 triệu đồng ạ. Dạ, dạ rồi quý vị, quý vị đừng buồn ra về quý vị nha. Còn có một nhóm nhạc rất là đẹp trai, rất là hát, rất là hay, rất là đẹp, quý vị có hỏi cho uổng lắm quý vị ơi, lại với em nha. Rồi thì vòng loại này là một và nó vé 20.000 đồng vé đôi thì chúng em sẽ mở thưởng không để các nhà mình phải chờ để lâu luôn nha. Rồi bây giờ cứ nhà mình ai chưa có vé thì ủng hộ vé kèm cho em. Còn cái nhà mình đã có vé rồi thì tập tin sẽ chuẩn bị do số. Con số 10
hiện tại thì bên dưới là các thành viên của Lương Nam đang giúp quý vị đổi cái thẻ cũ của mình. Nam thẻ cũ lấy một phiếu rút thăm trúng thưởng cho quý vị mình nha. Chia sẻ đổi hai lần và rút thăm ở cuối chương trình nào. Quý vị hãy lại với Lương Nam quý vị ơi. Dạ rồi, em xin nhờ số chàng trai rất là dễ thương vào loại 703. Đúng dùm lời. Có số điểm chia qua 42. Có 1, số 10. Có 2, 21. Có 3. Có số cuối cùng là con số 50. Hợp lệ. Dạ rồi, vị trí thứ hai dùm loại 702. Đúng dùm lời. 42 vượt chưa qua. 50. Có 2, số 10. Có 3. 21. Hợp lệ. Dạ rồi, bây giờ mình có hai vị chủ nhân may mắn. Bây giờ thì quyết định là mình phải chia đều hay là mình quay số ai số lớn mình lại chọn phần quà. Dạ rồi, chia đều trai cùng cô quà một lần nữa thì chúc mừng hai vị chủ nhân may mắn của ngày hôm nay ạ. Dạ rồi, xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Quý vị ơi, ở phần hai chương trình gặp lại nhóm nhạc Flower Team cho quý vị nghe những nhạc trai năng động, đẹp trai và hát hay ạ. Còn bây giờ phút này Hương Nam xin phép quý vị giải lao một chút xíu cho mình 10 đến 15 phút quay lại thành quý vị. Quý vị phần hai chị ha. Dạ rồi, xin chào quý vị. Thì với vòng loại đầu tiên của phần 2 này thì quý vị cho mình sẽ được tham gia tham dự với vòng loại là 20.000 đồng. Và 20.000 đồng đó bé, nhà mình sẽ đồng giải nhận qua 3 phong bì trị giá là 1 triệu đồng. Và tất cả các nhân viên chức em đang rõ bước phục vụ từng tấm quý vị cho bên dưới. Ai chưa có lo bé thì hãy giơ tay ủng hộ bé giùm cho em. Vòng loại này ngay từ giờ này để chúng em sẽ mở thưởng không để cho mình sẽ đến đâu. Nhớ nào quý vị mọi tấm đó bé chỉ 20 đồng thôi là quý vị ơi. Cứ nhà ủng hộ cho các người đẹp chúng em nha quý vị. Thì cuối giờ hôm nay chúng em sẽ đổi giá cho quý vị nhận thưởng về một phần quà rất là hấp dẫn của cánh hát của tôi Nam nữa. Dạ vâng, kính thưa quý vị, thì hiện tại là bé Nam nhận thấy là trời cũng đã ngớt mưa rồi quý vị ơi. Bây giờ nếu như mình mọi người nào mà mình bị nhật bị hầm quá đó thì mình ra ngoài mình ngồi cho nó mát cho quý vị nha. Dạ rồi, mà trời cũng ngớt mưa rồi, bây giờ mọi người là cùng quẩy với cánh hát của Hương Nam dòng loại đầu tiên 20.000 đồng, không bao lì xì 1 triệu đồng, rất là hấp dẫn. Wow. Và ngay từ giờ này quý vị thích nhau mình còn làm bé trên tay tập trung hết sức chuẩn bị do số Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chúng ta nhớ thương từng đêm ngóng trông, hãy hát khúc ca cho ngày yêu nhau. Rất biết trái tim anh thuộc về ai, đã biết trái tim không còn quay đây. Nàng hai bóng tay từ xa ba mươi ba. Một chúng ta đọc giải và bây giờ em sẽ trao cho anh phần thưởng đó là một củ cà rốt và có phong bì chỉ giá là 1 triệu đồng. Mời anh và mình trao nhận phần thưởng nha. Dạ rồi, dâu lại sau có nhận lại 20.000 đồng cho một phần lan đến với mình nha. Quý vị thương tình thân và thân dưỡng ngồi chị em chúng em hả? Dâu có gì thì khoan. Anh ơi khoan đã. Khoan, dạ, chiều qua dừng lại, có kinh không vậy? Có kinh không anh ơi? Anh ơi, mình có kinh không? Thì ghét, vậy sợ luôn, vậy nó bậy hoài. Có không? Còn khoan, có kinh không em lên đây em? Trời, dạ em nói lên mọi người nha. Mình có kinh mình giờ lên giúp em, nếu không bằng vì khán giả nó quay đi về rồi chứ em sẽ không thể giúp bất kỳ trường hợp nào nữa à. Anh lên sân khấu giùm em luôn. Lên sân khấu giúp em mình 3 tờ luôn hả? 3 tờ luôn. Mà 3 vé luôn phải không? Rồi bây giờ đi giúp em. Trong loại 864. 864 đúng trong loại. Số này đồng nghĩa là số mấy? Số 39. 39 có 1. À, 39 mới con mà mẹ. Trong loại 864 đúng trong loại mẹ 39 có 1. Trời ơi bà ấy, bà quậy tôi hoài, tôi đấy tôi nã bà. Đúng rồi, em ra lấy cái súng của em đang nã bà. Trời ơi. Trời đất ơi ạ. Cái gì vậy bà nò hỏi? Cảm ơn anh trai rất là nhiều, chúc mừng anh nào. Cũng lại mẹ. Quậy quá thì quậy rồi. Quý vị đừng quên là mình còn sự gặp gỡ với nhóm nhạc Flower Team quý vị mình nha. Ba chàng trai hết sức đẹp trai mà hát hay. Quý vị hãy chú ý tình thân và thật giữ mùa trong lại. Để chú em nhanh chóng phục vụ quý vị mình những tuần lại tiếp theo ạ. Dạ, cho em xin thông báo một lần nữa nha quý vị. Vào đêm thứ 2 tuần sau, ngày 31 tháng 10, 2022, quý vị quý vị khán giả mình hãy đến với The Sun Container Night Market trong ngày thứ 2, 31 tháng 10 để các nhà mình sẽ được xem qua chương trình Lotto Show của cái thác Lotto Hương Nam với chủ đề Đêm Halloween. Vào đêm đó, quý vị khán giả mình đến với The Sun thì quý vị khán giả mình nhớ là hóa trang. Ai mà hóa trang đẹp nhất, độc lạ nhất thì quý vị khán giả mình sẽ được ban tổ chức của cái thác Lotto Hương Nam gửi tặng cho quý vị khán giả mình với phần quà trị giá là 2 triệu đồng tiền mặt. Ngoài ra vào đêm đó quý vị khán giả mình đã hóa trang rồi, quý vị khán giả mình vào quý vị khán giả mình vào cổng, quý vị khán giả mình nhớ là check in để ban tổ chức của công ty The Sun, chúng em sẽ gửi tặng quý vị khán giả mình những tờ đóng phiếu để bốc thăm trúng thưởng. Chúng em sẽ có 3 giải thưởng từ The Sun Container nha quý vị nha. Giải thưởng đầu tiên, giải nhất trị giá là 2 triệu đồng, giải nhì trị giá là 1 triệu đồng và giải ba trị giá là 500.000 đồng vào đêm thứ hai
ngày 31 tháng 10 là ngày thứ hai đầu tuần, nhưng chúng em vẫn phục vụ quý vị khán giả mình với chương trình Loto Show, là bởi vì đêm đó là ngày lễ Halloween, cho nên rất mong quý vị khán giả mình sẽ đến với cái tháp Loto Hương Nam và The Sun Container vào ngày 31 tháng 10 để nhận qua những phần quà rất hấp dẫn từ ban tổ chức nha. Nhớ ngày nhà hôm qua chào đón tất cả quý vị hóa trang vào đêm đó đến đây cùng vui với cái tháp Loto Hương Nam và nhận qua những phần quà rất là hấp dẫn nha quý vị ơi. Dạ rồi, và hiện tại thì có lẽ người đẹp chỉ còn vài là em cuối tay thôi. Quý vị mình tham gia tham dự. Còn nếu quý vị đã có gì hết rồi, tập trường hôm nay mình sẽ khấu chuẩn bị. Dạ số 5 mấy gì
như cũ quý vị ơi, 20.000 đồng là như một bao lì xì giá 1 triệu đồng mà. Xin mời em chào anh Trang, chào anh Sáu với em nhanh Trang ơi. Dạ em chào anh. Rồi bây giờ tâm thần sẽ chờ số với vòng loại đập 3 2 2. Đúng một loại. Số 2 thì chưa ra. Có 1, có 10, có 2, 35, có 3, 52. Hợp lệ. Em hỏi là còn ai chứ không có gì ơi. Dạ nếu không ai đọc kẻ đâu sẽ ra phần thưởng cho anh ba. Với giải thưởng trị giá là 1 triệu đồng. Rồi, để tặng cho anh nha. Dạ rồi anh nhớ nhận vào lịch sử nhanh ơi. Dạ quý vị nhìn bên đây dòng loại mới tiếp theo vẫn là 20.000 đồng cho lá vé. Quý vị thì cho mình hãy tiếp tục cùng đồng hành và ủng hộ vé dùm cho cái đất của Hương Nam vòng loại này để bên trên chúng em sẽ mở thưởng sớm để chúng cho mình được giờ số và để chúng cho mình sẽ đi đâu nha, để một hai vòng loại được thì chúng mình sẽ được giao lưu một lần nữa với nhóm nhạc liền quý vị nha. Dạ đúng rồi, nhóm nhạc lâu ơn tiên quý vị nha, ba chàng trai rất đẹp trai hát hay nhảy đẹp quý vị ơi. Và bây giờ cuối chương trình biết được là người bé năm bé cùng với một youtube thăm chúng thường chúng mình những dành đặc biệt của Hương Nam để tặng quý vị mình, quý vị hãy ở lại với Hương Nam đến cuối giờ quý vị nha. Và ngay từ bây giờ chúng em chỉ còn vài 5 mét cuối tay thôi, thì mong cô chú anh chị mình thương tình ủng hộ cho em và tấm vé cuối tay. Ngay bây giờ thì chúng em ở bên trên sẽ quay thưởng thì mở lòng cầu ngay bây giờ là đang em đem vé lên phía trên rồi đang đang ơi cái vé lên phía trên thì mình làm ông đi, mình thấy ga lăng đi thì để cho phụ nữ năm quốc cao. Dạ. Rồi mấy anh mấy chị nào mà ngồi ở trên lầu, cái chị còn muốn mua vé cái gì giơ tay lên nha, em sẽ điều động tất cả các năm thanh lịch sẽ lên phục vụ tất cả quý vị cho mình luôn. Rồi ai chưa có vé thì mua vé giùm cho em nhanh bao vòng này quý vị ơi. Ngay từ giờ này với vòng loại là 20.000 đồng và các nhà mình đã có vé rồi thì chuẩn bị giờ xuống đi, không để các nhà mình chờ đợi lâu luôn nha. Con số 6
trên của cái gì nhà xin mẹ hai bộ đàn em thu hồi cuối tháng một của cây 47 là tâm nghe cờ hơn xin lô ở dừng xe thế một vỉa xấu mà tưởng tôi đâu đâu dạ 47 là số đặt giả thưa quý vị bạn sẽ gọi bạn là bé với mình nha. Rồi thì một lần nữa để bên kia chúng em kiểm tra bên lại chiều qua có một em gái độc giả của số 47 thì chào em. Rồi có gì khi nhà mình sẽ được gần số với vòng loại là 034 đúng nhiều loại ạ. 47 thì điểm kim ra có 1 54 có 2 29 29 có 3 số 8 số 8 hợp lệ ạ. Dạ cho em hỏi là còn ai độc giả nữa không quý vị ơi. Dạ nếu không ai đọc kẹt anh sẽ cho phần thưởng cho chủ cái may mắn. Rồi em sẽ khoảng em ngoài em nhận ra được chủ đó anh sẽ nhận được bao phong bì chỉ giá là 1 triệu đồng. Rồi em vào bên trong nhà rồi thì chị gái đó. Cho nên quý vị ơi dòng loại sau cũng là dòng loại như cũ quý vị mình nha. Vẫn là 20.000 đồng cho một lá vé. Quý vị nào mình chưa đặt giải thì hãy đặt nhanh tay chọn cho mình cái cơ hội đặt giải dòng loại này quý vị ơi. Dạ ơi bởi vì rất là đặc biệt cái đi cuối giờ chúng ta sẽ có chương trình đổi vé năm vé cũ. Chúng ta sẽ nhận được một tờ bốc thăm trúng thưởng rất là hấp dẫn đến từ các đối tượng Nga của mọi người. Ai mà mình chưa có cơ hội mình trúng thưởng thì bây giờ mình đậu cho mình 2-3 tờ lá vé thì quý vị mình nha. Dạ lúc nãy thì trong cái lúc giải lao thì Tâm Thần cũng có nghe một số khán giả mình hỏi là sao hôm nay Hương Nam không có mời các ca sĩ về thường để phục vụ tất cả quý vị khán giả là vì lý do là trong thời gian này là thời gian mưa cho nên là chúng em sẽ không có mời thường về phục vụ tất cả quý vị khán giả mình được nhưng mà chúng em vẫn phục vụ lên đèn phục vụ tất cả quý vị khán giả ngoài không có ca sĩ nhưng mà chúng em vẫn lên đèn để hát phục vụ tất cả quý vị khán giả mình nha. Khi nào mà bớt mưa rồi thì chúng em sẽ mời ca sĩ về phục vụ tất cả quý vị khán giả mình nha. Là bởi vì trong thời gian mưa mà nếu mà mời ca sĩ mà lỡ như mà ngày hôm đó khán giả mình đến ít quá rồi ca sĩ không có đến rồi mất công người khán giả mình nói là giới thiệu cho đã rồi không có ca sĩ cho nên là thà bây giờ chúng em sẽ hạn chế trong mùa mưa chúng em sẽ hạn chế mời ca sĩ để khi mà nắm lại một tí xíu thì chúng em sẽ mời ca sĩ về phục vụ tất cả quý vị khán giả mình luôn. Thì bây giờ vòng loại mới này là 20.000 đồng tiếp tục rất mong là quý vị khán giả mình sẽ ủng hộ giúp cho Tâm Thảo để bên kia chúng em sẽ mở thưởng để khán giả mình được về số phòng để khán giả mình chờ đợi lâu luôn nha. Dạ rồi ngay từ bây giờ ai chưa có vé thì mình nhấc nhẹ một ngón tay của mình lên đi quý vị mình ơi. Dạ rồi đây là tất cả nhân viên của cái đội tuyển Hương Nam sẽ tràn xuống phục vụ tất cả các tỷ mình những tờ vé vô cùng may mắn những tấm vé cuối tay những tấm vé ít sử nhiều mai cho quý vị nha. Rồi bây giờ ai có vé trên tay mình tập trung dành sáng thì chuẩn bị do số ba mà để bán dài dễ đi rồi giờ số luôn nha. Rồi bây giờ các bạn nào có nhu cầu mua vé thì cái việc giơ tay lên giùm em ngay từ giờ này để bên kia chúng mình sẽ mở thưởng để các cho mình được giờ số thì các cho mình chờ đến lâu luôn quý vị ơi. Số gì đây số gì đây số gì đây con số gì đây con số gì đây con số gì ra số gì đây con số gì đây con số gì đây con số gì đây số gì ra số gì đây con số gì đây con số gì đây số gì ra con số gì đây số gì ra số gì đây lẹ lên mau lên mở thưởng luôn số gì đây mấy gì đây số gì đây con số gì đây mấy chị em ơi đem vé qua bên này ai đợi nãy giờ mấy chị có thấy không chị đưa dài vé cuối tay mà ngay con số lên kết quả liền số gì đây số gì đây con số gì đây mời không được tôi Tâm Thảo số gì đây số gì đây con số gì đây con số gì đây con số gì ra số gì đây mở thưởng luôn nhanh cái tay lẹ cái nhân kiều số lượng số gì đây con số gì đây rồi Lê Nguyệt còn một vé chót cái gì ơi đó năm thanh lịch Lê Nguyệt còn một vé chót đổi tên đi em Lê Nguyệt đừng có Lê Nguyệt nữa rồi Lê Nguyệt còn một vé nha cái gì ơi còn một vé cuối tay của chiều mai rồi Quỳnh Hương còn một vé cuối cùng cái gì rồi ai mua vé giùm vợ em chị rồi Lê Nguyệt hết vé Quỳnh Trang phải vé em ba vé chót người đẹp Quỳnh Trang còn ba vé cái gì ơi ai là nhà tài trợ chính tài trợ giùm em ba vé chót kìa rồi vé trên lầu thì đang ơi đang ơi lấy vé nhà trên lầu ở đây nè hết nắm vàng anh khổ hoài á số gì đây mấy gì ra mấy gì ra mấy gì đây mấy gì ra mấy gì ra mấy gì đây số gì ra mười 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 gì đây mười tư là từ phương bắc đá qua dòng sông sông dài tìm đến nơi này một nhà thân ra con 17 con 17 mày hạ bưởi con 17 con 17 con 17 con 17 cái con 17 cái con 17 con 17 cái con 17 cái con 17 con 17 con 17 con số gì đây số gì đây số gì đây con số gì đây muốn nói yêu anh mà em không nhớ đây con số 8 con số 8 con số 8 đây con số 8 con số 8
Cùng giao lưu cùng gặp gỡ với nhóm nhạc Power Team. Dỗ tay ai đi ạ.